Chào mừng anh em đang quay trở lại với Tech Room và mình là Sang Hí đây. Trên bàn ngay lúc này thì các bạn đã thấy rồi, đây là Tab F7 Plus, chiếc tablet Android tốt nhất trên thị trường mà các bạn có thể tìm được ngay thời điểm này. Tại sao ư? Vì làm gì có tablet Android cao cấp nào bán ở Việt Nam nữa ngoài con này chứ. Trong video này, thay vì một bài đánh giá thông thường thì mình từ góc nhìn của một người đang làm công việc liên quan tới việc thiết kế thì mình sẽ đánh giá sản phẩm này, xem thử Galaxy Tab F7 Plus dành cho một designer thì sẽ như thế nào. Và câu trả lời thì có thể sẽ làm các bạn bất ngờ đó. Bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên cần phải nói đến trên Galaxy Tab F7 Plus chính là màn hình của sản phẩm này. Các bạn khó lòng tìm được một chiếc máy tính bảng hay một chiếc laptop nào ở phân khúc giá này có thể có một cái màn hình gần như là đạt được hầu hết tất cả các tiêu chuẩn mà một designer cần cho một chiếc màn hình để hiển thị nội dung và làm việc. Và dù các bạn có bỏ nhiều tiền để mua một chiếc laptop đi nữa thì có thể màn hình cho những chiếc laptop đó cũng không thể làm các bạn hài lòng trong việc thiết kế được như Galaxy Tab F7 Plus. Đầu tiên là về chất lượng hiển thị thì sản phẩm này sử dụng tấm nền Super AMOLED, chẳng cái laptop nào có cái tấm nền này cả. Và đó là công nghệ màn hình gần như là tốt nhất các bạn có thể tìm được trên thị trường hiện tại, với độ sáng cao này, màu sắc rực rỡ và dải màu rất là rộng. Nếu các bạn cảm thấy là cái màn hình này nó hơi bị rực rỡ quá thì có thể chỉnh về mức độ cân bằng bên trong phần mềm của máy. Đặc biệt với độ lớn rất là khổng lồ 12.4 inch, không thua gì một chiếc laptop của cái tablet này, thì không gian làm việc cũng vô cùng rộng rãi cho mọi nhu cầu viết vẽ hay thiết kế của chúng ta. Với một cái màn hình xịn như Galaxy Tab F7 Plus thì một designer sẽ làm gì? Mình vẫn hay thường tìm ý tưởng trên Behance chẳng hạn. Thì việc xem những mẫu thiết kế của những người khác chia sẻ trên màn hình của Galaxy Tab F7 Plus rõ ràng là trông thích mắt hơn rất là nhiều, mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho mình cực kỳ nhiều lần so với những cái màn hình ở chất lượng hiển thị kém hơn, độ sáng hay là màu sắc nhợt nhạt. Xem lại những thiết kế của mình trên màn hình của Galaxy Tab F7 Plus thì rõ ràng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều việc xem trên những màn hình laptop chất lượng thấp truyền thống. Khi bạn mua Galaxy Tab F7 Plus chính hãng thì thứ mình cầm trên tay chính là món quà được tặng kèm bên trong hộp máy. Đây là một phần rất là quan trọng cho designer để viết vẽ và làm mọi thứ. Điểm quan trọng, xin nhắc lại, nó được tặng miễn phí bên trong hộp máy chứ không phải bỏ mất vài triệu đồng để các bạn đầu tư thêm cho một cái bút như thế này nữa. Và bút của Galaxy Tab F7 Plus thì rất là xịn, xịn hơn cả S Pen trên dòng Note của Samsung nữa cơ. Tại sao ư? Vì nó to hơn, pin nhiều hơn và cảm giác viết vẽ nó cũng thật hơn nhờ cái trọng lượng và kích thước như thế này. Cái sản phẩm này thì có độ trễ rất là thấp, khi bạn vẽ và lướt trên màn hình của cái tablet này thì gần như là độ trễ bằng không. Và mức độ cảm nhận lực nhấn của nó cũng rất là tốt, với khoảng hơn 4.000 mức độ cảm nhận, nên là nó sẽ không thua kém quá nhiều so với những bàn vẽ truyền thống đâu. Và khi mình vẽ thì tất cả những thứ mình muốn viết vẽ thì nó sẽ đều trực tiếp hiển thị trên cái màn hình rất đẹp và lớn của Galaxy Tab F7 Plus, mà không phải là thông qua một lớp hiển thị khác trên màn hình laptop. Do vậy nên là cái cảm giác viết vẽ nó trực quan và thực tế hơn rất là nhiều. Khi các bạn sử dụng những ứng dụng có hỗ trợ của S Pen này đến từ Samsung á, thì các bạn còn cảm nhận cả một cái loại âm thanh được phát ra khi vẽ giống như viết trên giấy chì vậy. Nó nghe tiếng xoẹt xoẹt. Nếu mà có điểm trừ nào đó cho S Pen cùng với cảm giác viết vẽ trên Galaxy Tab F7 Plus thì có thể nó là việc sản phẩm này chưa hỗ trợ việc cảm nhận nguyên bút, và màn hình này hơi trơn một xíu. Nếu các bạn designer hay là sinh viên của ngành này đang xem video này và thắc mắc là một chiếc tablet Android hiện tại đã làm được những gì liên quan tới công việc thiết kế, thì tới một người trải nghiệm qua cái sản phẩm này khá lâu như mình thì mình thấy nó làm được khá nhiều bước trong việc mà thiết kế ra một sản phẩm thương mại rồi. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng sản phẩm này để mà tham khảo ý tưởng của Behance chẳng hạn. Các bạn có thể vẽ được vector thông qua phần mềm Illustration có mặt ở trên Android rồi, đó là Adobe Raw. Các bạn có thể sử dụng Lightroom để chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, có thể sử dụng Photoshop để làm việc với nhiều layer. Khá nhiều thứ các bạn đã có thể làm trực tiếp trên chiếc máy tính bảng Android này kết hợp cùng S Pen rồi. Nhưng mà đương nhiên mình biết, với một công việc kiếm tiền thì một chiếc máy tính bảng như thế này không thể nào đáp ứng 100% nhu cầu của người dùng được. Chúng ta vẫn sẽ phải cần máy tính, laptop, PC gì đó để làm việc một cách chuyên nghiệp với những phần mềm chuyên dụng của Apple Adobe. Nhưng mà với những việc cơ bản như là sketch ý tưởng này, tìm idea này, hay là trình bày những cái kết quả của mình với khách hàng thì mình thấy chiếc Tab F7 Plus này đã có thể làm được rồi. Và quan trọng là tính di động nó rất là cao. Ví dụ một chút về cái flow làm việc khi các bạn sử dụng Tab F7 Plus với một công việc designer chẳng hạn, thì đầu tiên là các bạn cần brainstorm với khách hàng, với đội nhóm của mình về ý tưởng và bộ nhận diện nào đó, thì các bạn có thể sử dụng cái Samsung Note. Samsung Note cùng S Pen đã hỗ trợ một tính năng rất là hay, đó là vừa ghi chú mà vừa ghi âm. Nhờ như vậy nên là cái thông tin các bạn từ Note ra thì các bạn sẽ cần viết ít hơn. Thứ hai, sau khi mà các bạn đã brainstorm xong thì các bạn cần tìm ý tưởng, các bạn sẽ lên Behance, lên Pinterest trực tiếp trên cái chiếc Tab F7 Plus này để tìm thông tin, tìm ý tưởng nó cụ thể và trực quan hơn khá nhiều. Tiếp theo nữa, các bạn cần sketch ý tưởng của mình thì các bạn có thể sử dụng Samsung Note hoặc
các bạn có thể sử dụng sketchbook giống như mình ở đây để lên ý tưởng cho bộ nhận diện nào đó một cách dễ dàng. Và sau đó nữa, sau khi các bạn đã làm xong một bộ nhận diện rồi thì các bạn có thể sử dụng bút S Pen của máy cùng Galaxy Tab F8 Plus để present với khách hàng. Ngoài ra thì Galaxy Tab F8 Plus còn là một thiết bị mình cảm thấy rất là thân thiện cho nhu cầu của một designer. Ví dụ, sản phẩm này hỗ trợ cổng UPC và nó chạy Android nên khá là mở. Các bạn sẽ có file, copy dữ liệu của mình thông qua một chiếc USB có đầu C và cắm trực tiếp vào sản phẩm này để có file một cách nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản, thuận tiện và không gặp quá nhiều vấn đề như khi các bạn sử dụng iPad. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Samsung hỗ trợ thêm khá nhiều tính năng mới trên phiên bản One UI 3.1. Đầu tiên là sản phẩm này có thể trở thành một cái màn hình mở rộng cho máy tính Windows của chúng ta. Mình đã thực hiện một video chia sẻ về vấn đề này rồi. Hay là các bạn có thể copy file, copy text trực tiếp từ những thiết bị Samsung chung với nhau một cách nhanh chóng trong hệ sinh thái này. Demo cho anh em coi. Từ trên chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra và qua bên Galaxy Tab S7 Plus, tấm hình này nó đã chạy qua bên đây một cách hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản, chỉ trong hai thao tác chép và dán. Như những gì mình vừa chia sẻ ở trên thì có vẻ Galaxy Tab S7 Plus là một sản phẩm được Donny đóng giày dành cho đối tượng người dùng thiết kế, designer. Nhưng không chỉ vậy, nếu các bạn không có nhu cầu liên quan tới việc viết vẽ quá nhiều thì Tab S7 Plus cũng rất là phù hợp với đối tượng người dùng văn phòng, những người cần những nhu cầu vi tính cơ bản. Nếu các bạn mua một cái laptop giá hơn 10 mấy triệu với nhu cầu Excel, Word, PowerPoint hay xử lý công việc nhắn tin chat thiết lướt web thì Tab S7 Plus có thể làm rất tốt những việc đó, kết hợp với cái keyboard mà Samsung bán kèm cùng sản phẩm này, kết hợp với giao diện Desk Mode của sản phẩm này thì sản phẩm này có thể sử dụng cái giao diện gần giống với máy tính Windows cho khả năng đa nhiệm tốt hơn. Và đương nhiên thì bỏ tiền để mua một sản phẩm như thế này không chỉ là để làm việc, đây còn là sản phẩm rất là đẹp. Các bạn thấy đó, Tab S7 Plus là một chiếc máy làm hoàn toàn bằng full kim loại, khung viền vuông vức chắc chắn và đặc biệt là màu xanh mới trông rất là cuốn hút. Cái cách xử lý bề mặt của Tab S7 Plus làm mình cảm thấy rất là hài lòng, mịn màng và vô cùng thân thiện với cảm giác sử dụng của người dùng. Hay là với màn hình đẹp như thế này kết hợp cùng chiếc Qualcomm Snapdragon 865 Plus và tần số quét 120Hz thì việc không chơi game là hơi phí phí. Máy này còn có cả 4 loa âm thanh vòm stereo của AKG nên là trải nghiệm giải trí phải nói là cực đỉnh. Tổng kết lại một chút ha, trong video này thì mình chia sẻ trải nghiệm của một người làm về mảng thiết kế trên Galaxy Tab S7 Plus. Rõ ràng chiếc máy này tỏ ra rất là phù hợp với nhóm người dùng này. Và ngay cả khi các bạn không phải là người làm việc với thiết kế viết vẽ nhiều thì nhu cầu làm việc văn phòng hay giải trí cơ bản, Tab S7 Plus cũng là một cái khoản đầu tư rất là xứng đáng. Đặc biệt nữa, sau khi có màu mới này được cập nhật lên One UI 3.1 với nhiều tính năng xịn sò và lại được giảm giá tại nhiều đại lý chính hãng nữa thì đây là thời điểm rất là thích hợp để các bạn đầu tư cho mình một chiếc máy tính bảng giống như là Tab S7 Plus. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này của Tech Room. Các bạn cảm thấy thích hay là không thích cái điểm gì thì sản phẩm này thì là ý kiến bên dưới phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.